Tại bất kỳ thời điểm nào, một quyết định bạn đưa ra cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn mãi mãi. Hãy chọn ngay bây giờ, hãy chọn những thứ tốt nhất. Mỗi ngày là một chuỗi những lựa chọn. Lựa chọn ngủ nướng hay thức dậy đúng giờ. Lựa chọn làm việc đủ thời gian hay làm giúp sức 1000%. Lựa chọn về nhà sớm hay làm việc muộn. Lựa chọn đi chơi hay ở nhà đọc sách. Lựa chọn kinh doanh ngắn hạn hay kinh doanh dài hạn. Lựa chọn đối tác tồi hay đối tác tốt. Lựa chọn lợi ích cá nhân hay lợi ích tập thể, vân vân. Lựa chọn đều nằm trong tay của bạn, và bạn quyết định như thế nào thì đúng với cuộc đời của bạn. Nếu bạn đang thực sự khao khát một công việc kinh doanh online có thu nhập cao, phát triển lâu dài bền vững, tự chủ về thời gian, tự chủ về không gian, thu nhập không giới hạn, có thể giúp đời, giúp người, giúp bản thân mình có cuộc sống tốt hơn, thì hãy kết nối với Mạnh để được tư vấn, hướng dẫn, đồng hành kèm cặp, phát triển đa kênh để xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Xin chào cả nhà nha, đây là đơn hàng Mạnh gửi cho nhà phân phối ở Cà Mau nha cả nhà, hơn 100 sản phẩm tinh dầu ngải cứu nhá, rất là tốt cho sức khỏe của mình luôn. Anh chị em nào có người thân gia đình của mình bị đau nhức xương khớp hay có vấn đề về đau bụng, đau đầu thì cứ inbox cho Mạnh để được trải nghiệm dòng sản phẩm này để chúng ta có cơ hội để kinh doanh nhá. Còn anh chị em nào chúng ta đã sử dụng sản phẩm này tốt rồi, mong muốn kết hợp kinh doanh để có thu nhập thì inbox ngay cho em Hạnh nhé. Được đào tạo hoàn toàn miễn phí, đào tạo phát triển đa kênh luôn. Mình học từ cơ bản đến nâng cao, phát triển toàn quốc toàn cầu và chủ động về mức thu nhập của mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em Hạnh nhé. Hãy liên hệ ngay với em Hạnh để được tư vấn, hướng dẫn, đồng hành kèm cặp nhé.